cậu bé đầy tài năng, anh được sinh tại Thái Bình. Bóng đá là bộ môn hấp dẫn người xem từ cái nhìn. Việt Nam có thêm một hiện tượng, người tính không bằng trời tính. Cùng Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng nổi lên cơn lốc U19. Không giống các cầu thủ khác, anh sinh trong gia đình khá giả. Cha định hướng cho anh đi học để theo nghiệp bác sĩ đa khoa. Được chiều chuộng từ thuở nhỏ và cậu không muốn làm chủ. Trước đam mê càng ngày càng lớn, anh muốn trở thành một cầu thủ. Ngày lúc 9 tuổi anh là một nhân tố hiếm có, thành áo quân của giải nhi đồng, anh được trường triệu tập. Từ đó năng khiếu chỉ mới là thiếu nhi, nhưng cậu chơi bóng có tư duy. Trải qua một vòng tuyển chọn gắt gao và anh gia nhập GMG. Anh được sang Mali thi đấu cùng Công Phượng và Xuân Trường. Ước mơ dường như trì hoãn khi anh gặp phải chấn thương. Một tai nạn bất ngờ đã đến trong buổi tập trước Tết Nguyên Đán, buộc anh phải thực hiện phẫu thuật và nghỉ thi đấu một thời gian. Anh thích đọc truyện tranh Nhật Bản từ những ngày còn đi học, và từ đó hình thành mơ ước thi đấu xứ sở mặt trời mọc. Đến cuối cùng của Nguyễn Tấn Anh là giấc mơ nơi sân cỏ, tìm cảm hứng cùng với chơi bóng anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Được sang nước ngoài thi đấu, anh chơi ở Yokohama. Giống như Xuân Trường, Công Phượng, anh được chơi bóng nơi phương xa. Nếu như bóng đá thế giới có huyền thoại Ronaldinho, thì thằng anh Gia Lai cũng có tài năng biệt danh Tuấn Anh Nho. Ngoài đời, tuy anh là một người khá trầm tính, nhưng trên sân cỏ anh rất nhanh nhẹn với những đường bóng thông minh. Tuấn Anh không ghi bàn không phải vì anh không máu lửa, anh góp phần hỗ trợ đồng đội là một ông chủ ở tuyến giữa. Bước qua những ngày thi đấu khó khăn, thử thách vẫn còn chờ, trước các đội của Đông Nam Á thì chuyện đầu hàng là chưa bao giờ. Anh đánh bại tiền đạo đối phương bằng một cú treo bóng uy lực, phòng ngự tốt phán đoán hiệu quả, chặn mọi đường truyền bị cắt đứt. Sút đi Tuấn Anh, tầm ảnh hưởng đến toàn đội. Sút đi Tuấn Anh là cuộc hiếm của bóng đá nội. Anh kiên trì lối chơi bóng ngắn dù chưa phát huy được hiệu quả, thể hiện tất cả khả năng cùng với lối đá bợt nhã. Tham vọng vô địch SEA Games những người trước đã bỏ lỡ, Tuấn Anh có mặt ở đây là người viết tiếp những giấc mơ. Tinh thần được đẩy lên cao nếu có hàng triệu người đi xem. Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam sẽ giành huy chương vàng SEA Games. Hãy nhấn vào đăng ký phía dưới để ủng hộ Di Xuân nhé. Cảm ơn các bạn.